Cảnh báo cân nhắc trước khi xem. Cho một đường thẳng AB dài 200 km, có một xe ô tô từ điểm A chạy tới điểm B và một ô tô chạy từ điểm B tới điểm A. Một tiếng sau, hai xe gặp nhau, hỏi nguyên nhân xảy ra tai nạn. Vì có quá nhiều con lợn đòi video bình luận phần 2 về các Heisei Rider, nên lần này tôi đành phải trả lễ. Mấy người nghĩ rằng tôi sẽ tóm tắt 10 Rider tiếp theo của thời kỳ Heisei đúng không? Nhưng say đéo, tôi chỉ tóm tắt 5 Rider trước để tiết kiệm thời gian, khoảng thời gian còn lại chỉ cần câu giờ thêm tí là được. Thực ra thì ban đầu video bình luận tóm tắt về nội dung các Heisei Rider không hề được dự tính để biên tập và xuất bản phần 2, video lần trước ghi phần 1 cho vui mà nhiều ông tưởng thật vờ lờ. Vì thực sự mục đích chính của thể loại tóm tắt củ lìn này là để tôi câu giờ ở các video ngắn sau này, nhưng hôm nay tôi sẽ hy sinh vì các bạn, một sự hy sinh cao cả, nên mấy con lợn nhớ like video chứ đừng xem chùa nhé. Ở video trước thì tôi đã làm tới DK rồi đúng không, nên tất nhiên tiếp theo sẽ đến với Kamen Rider Double. Mà nhắc lại kẻo mấy ông lại quên mất, 90% thông tin từ video này chỉ để giải trí. Mấy cái các bạn sắp nghe, có cái chúng có cái chật, xem cho vui, đừng nhìn nhận nó như một video thông tin thực sự. Nếu các bạn không còn thắc mắc gì thì chúng ta đi vào nội dung chính của video, mà dù có thắc mắc thì tôi cũng đéo giải thích đâu. Kamen Rider Double, khi bộ Rider này chỉ vừa được tiết lộ ngoại hình thì đã ăn một dàn phản ứng tiêu cực từ người xem, có lẽ đa phần điều này đến từ việc họ nhìn không quen mắt với bộ giáp độc đáo của Double, chê thì chê là vậy, nhưng xem xong thì lại khen lấy khen để ra ấy chứ. Tới tận bây giờ bỏ lại cái quá khứ bị miệt thị ngoại hình như body shaming thì fan Double nó cũng lại chả đông vờ cơ lờ, và cái lịch sử chê phim khi vừa được tiết lộ phục trang chả biết bắt nguồn từ đâu, nhưng nó cũng thành truyền thống mỗi năm con mẹ nó rồi. Câu chuyện xảy ra ở thành phố Yasuo, nơi tập trung sức mạnh của gió, nơi có một thằng thám tử lừng danh hơn cả cô Văn Nan, chuyên nhận mấy vụ án về động vật đi lạc, và đó chính là Hidari Sotaro, người có một quá khứ cực kỳ hoành tráng khi nhờ có công lao to lớn của anh, ông chủ của anh là Narumi Sokichi, đã nhanh chóng hoàn thành cuộc đời của mình như cách Mario phá đảo bằng cách chui cống. Sau khi làm việc tốt đó, anh được ông chủ khen tặng cho cái mũ rách và vớt được cô vợ xinh đẹp là Philip, cũng như trở thành Kamen Rider Double, địt mẹ hạnh phúc của một tang gia phần 2. Tuy nhiên, Sotaro lại yêu quả thành phố này hơn cả vợ mình, thường xuyên cãi nhau và bạo hành cô gái Philip Cute Fo Mai que ấy. Về sau để trả thù, chỉ còn mỗi Sotaro xuất hiện ở các movie, còn Philip thì đi làm sao hạng A để giết con bạch tuột tên Koro nào đó. Sotaro hay ăn mặc bắt chước phong cách của ông chủ mình, như kiểu để ảo tưởng sức khỏe là giờ anh đã có thể ngang hàng và sánh vai cùng với ông. Nói ra thì sợ lão tự ái chứ bộ đồ lão mặc trước đó trông phèn đéo tả được. Về phần Philip, người vợ điện nước suýt đầy đủ của Sotaro, một người nắm giữ sổ đen của tất cả người đàn ông trên thế giới, nắm giữ những đường link dù là 3 phút hay 15 phút, có thể tìm kiếm những trang web trong sáng như tóc của tôi mà không bị chặn bởi các nhà mạng, như cái web mà phim đéo nào cũng có con chim trắng có bộ lông màu đen hay logo hình con mèo đáng yêu chẳng hạn. Mà nghe đồn dạo này, không gian riêng tư của cô ấy bị tấn công bởi mấy thằng cầm kiếm lúc dài lúc ngắn. Philip có thể xem là kho kiến thức sống, là ước mơ của mọi người đàn ông. Tuy nhiên, con đường tình duyên của Philip và Sotaro lại không hoàn hảo khi luôn bị phản đối bởi gia đình vợ. Chính là gia đình Sonozaki, và thế là hai người đã quyết định đồng lòng cùng nhau mặc chung một bộ đồ bó để chứng minh tình yêu của mình, sau đó ra mắt gia đình vợ bằng cách bem gần chết cả lũ. Quất từ thằng cha quất xuống, rồi quất luôn mấy bà chị, quất không chừa một ai. Bà chị của Philip cũng dạng ăn mặn khi giết một anh chồng đẹp trai, để sống và ngoại tình với một ông già suýt hói. Narumi Akiko thừa hưởng sự nghiêm túc từ cha mình, sự xuất hiện của cô đã đưa người xem lên những phút cao trào căng thẳng, hoặc là đéo, đến mức được fan dành tặng cho danh xưng thánh dép. Và thực sự đáng thương khi Philip đã cướp mất cơ hội duy nhất để mọi người có thể nhìn cô như một cô gái đúng nghĩa. Và chắc chắn sẽ không có chị gái nào ở các series sau này xuất hiện rồi bị gán cho cái tên Akiko Season 2 đâu nhỉ. Sau này, một rider mới xuất hiện tên anh ta là Long Tế Rủi, với câu cửa miệng là mọi chuyện cứ hỏi tôi, anh sinh ra trong một nhà nho yêu chuối, có truyền thống cách mạng, bố mẹ anh em đầy đủ, chưa ai mất. Là một cảnh sát lương thiện, không bao giờ nghĩ tới việc trả thù hay tàn phá tài sản công cộng, là một người cực kỳ thông minh, chưa bao giờ bị con dopa nào lừa hay bị nó xỏ mũi như một con bò cả. Anh luôn mang một gương mặt thánh thiện, yêu người già kính người trẻ, và đặt con mẹ nó biệt là lễ độ với bà sếp.
Đã có lúc Sotaro thấy mình không xứng với Philip và muốn nhường nàng lại cho Tế Dùi, nhưng Tế Dùi say đéo, bố mày thích sếp Akiko và câu chuyện về cô sếp tốt bụng và anh cảnh sát may mắn bắt đầu từ đây. Tế Dùi có ba hình dạng và ba màu của ba trạng thái chả khác gì ba màu của đèn giao thông, mà nhắc đến vợ anh là bà Akiko mới thấy hãm, cuộc đời cô gần như gắn liền với Kamen Rider, bố bà chị là một Kamen Rider, hai thằng thích mặc chung bộ đồ bó bên cạnh cũng là Kamen Rider, đến thằng người yêu của chế cũng là Kamen Rider, thằng người khổng lồ nào đó mà cô bắt gặp trong ngày cưới cũng là Kamen Rider, đến thằng đổ nghèo khỉ có mỗi cái quần lót cũng là Kamen Rider, nhưng cô thì đéo, lần duy nhất cô có thể henshin là ngay bên trong giấc mơ của mình. Hết. Kamen Rider Double, hay đúng hơn là cặp vợ chồng này ban đầu có 6 Gaia Memory sử dụng trong chiến đấu, 2 Memory và là Best Mac, thương hiệu chính của họ là Chúa Hề và Bảnh. Nếu các hình thái ban đầu sử dụng thân xác trinh trắng của Sotaro, thì ở hình dạng Fang thì lại sử dụng body ngọt nước của Philip. Theo ý kiến cá nhân tôi thì Fang là hình thái đẹp nhất cũng như cách thức chiến đấu ngầu, đã mắt nhất của Kamen Rider Double. Khi tiến lên hình dạng cuối, bằng cách thần kỳ nào đó rất toán học và không có sự khôn vặt đề cao tư duy logic của nhà làm phim, Philip đã biến thành một con chim và đút vào trước bụng của Kamen Rider Double. Việc này khiến cho hai người hòa làm một với nhau, theo nhiều nghĩa mà các bạn có thể nghĩ ra, và cả hai cùng lột bỏ bộ trang phục để tiến lên một hình dạng mới mà cả hai chưa từng nhìn thấy, chỉ bằng một con chim của Philip. Hình dạng này nếu bị trúng gió, sẽ giúp chim mọc thêm cánh, tăng độ trâu bò và cả sự mạnh mẽ, khuyến mãi khả năng bay, sử dụng sức mạnh của gió mà không cần múa quạt. Thực ra thì tóm mẹ lại là câu chuyện giữa hai con người trong một bộ đồ bó với con chim, chiến đấu với quái vật Dopan, tình tiết vừa đủ, theo lối hai tập một vụ án, dễ tiếp cận, dễ theo dõi, nhìn chung là bộ này xem giải trí tốt. Trang phục Rider nhìn mới đầu không quen mắt lắm, nhưng về sau thấy nó đẹp và hợp lý vờ lờ luôn. Đây là Rider đầu tiên hai người cùng sử dụng thắt lưng để biến thân thành một Kamen Rider, đừng ông nào lôi đen ô vào, mệt mỏi lắm. Bộ phim có thể làm hài lòng tất cả mọi người, từ những người thích các cặp đôi bình thường nhất đến những người thích loại cặp đôi đau dạ dày, đến thể loại cặp đôi Yuri cực kỳ xinh xẻo, tha hồ thuyền mà đẩy. Bạn muốn một bộ phim chuyên về trinh thám, có các vụ án phê cần thử thách trí não người xem? Hãy xem Thám Tử Lừng Danh Cô Văn Nan. Bạn muốn câu chuyện về tình bạn nồng ấm giữa hai người đồng chí, tinh thần đồng đội dù gặp bao nhiêu sóng gió? Hãy xem Boku no Piccolo. Bạn muốn một bộ phim hành động giả tưởng với những màn biến thân cực kỳ ấn tượng và những pha đánh nhau cực kỳ mãn nhãn? Hãy xem Kamen Hentai. Còn Kamen Rider Double thì muốn xem lúc nào cũng được vì nó hay vờ cơ lờ. Kamen Rider Os. Câu chuyện kể về Hino Eji, anh ta là một rich kid ngầm, muốn chơi trò chủ tịch giả nghèo và cái kết nghèo thật. Tồn tại với châm ngôn tiền có thể ít nhưng quần chip thì phải có cho ngày mai, là một kẻ không quan tâm đến tiền tài và cũng chả có ước mơ, trong quá trình đi xuyên Việt với không đồng, nhưng quyết tâm có làm mới có ăn, chứ không phải ăn trực như thằng phượt thủ, mặc đồ cánh sen nào đó. Anh gặp một cánh tay không có mồm nhưng biết nói và các quái vật tạp nham do sự thất bại của máy địt cổ đại với nhiều loài thú từ 800 năm trước và chúng có sở thích siêu tập tiền xu. Lúc này cánh tay biết nói đã trao cho AZ chiếc thắt lưng và 3 đồng xu lẻ, hóa thân thành cột đèn giao thông, à nhầm Kamen Rider Os. Cả bộ phim là quá trình cho đi và nhận lại mấy đồng xu lẻ của hai bên. Bên cạnh nhân vật chính của chúng ta là Hina-chan cực kỳ đáng yêu, vì sự đáng yêu này mà nhà làm phim không dám cho cô biến hình, vì có thể dẫn đến tổng số tập của phim sẽ còn ít hơn cả DK. Dù chỉ là một cô gái mảnh mai yếu đuối, nhưng cô chưa từng ngán bất kỳ bố con thằng nào. Trong các series thì đây là một trong những bộ công khai sự rảnh rỗi của lũ quái, khi mà có một con mèo nào đó đứng chờ cả lũ kia làm đủ thứ chuyện mà có vẻ nản quá nên nó ngồi hẳn ra từ lúc nào, sức chịu đựng của con quái thật đáng khâm phục, chứ thử gặp tôi xem, tôi sẽ không chịu ngồi yên như nó đâu, mà sẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh Hina-chan. Còn phía đồng minh của AZ chắc chắn không biết bóp dái đồng đội là gì đâu, mà nó đem dái quật hẳn vào tường. Về phía Rider phụ trợ, chúng ta có Kamen Rider Bird. Một Rider đúng kiểu muốn có tiền thì phải làm, mà muốn làm thì phải bỏ tiền, còn thua là còn gỡ, dừng lại là mất hết. Bird là Rider minh chứng cho câu nói, thắng bại tại kỹ năng, khi ạc nạp bao nhiêu cũng không thể bằng thằng tay to siêu cấp VIP Pro sai ạc phổ thông. Kamen Rider Os là một trong những Rider được đem tranh cãi về vụ hình thái tối hậu nhiều nhất giữa ba luồng ý kiến là hình thái gà rán, hình thái khủng long tím mộng mơ và một cái form đặc biệt trong movie nào đó.
Trong phim còn có một nhân vật mà mình khá ấn tượng, mà thật ra đây cũng là một câu chuyện hay nên tôi kể cho anh em rồi tiện thể câu giờ luôn nhé. Tiến sĩ Maki có một người chị gái tên là Maki Hitomi. Trong những hồi tưởng ban đầu, cô ấy hiện lên như một người chị tốt bụng. Tuy nhiên, lật con mẹ nó mặt cô ta như trở thành một người hoàn toàn khác. Cô đối xử tàn nhẫn với tiến sĩ Maki, hoàn toàn không giống như ký ức ảo tưởng của ông. Trước ngày ra đi, Hitomi đã đưa cho ông một con búp bê như để thế thân cho vị trí của cô, và cũng chính vào đêm hôm đó, ông ta đã châm lửa giết chết chị gái mình. Sự việc này có lẽ phần nào ảnh hưởng đến những hành động kỳ lạ của tiến sĩ Maki sau này. Từ lúc nhớ ra mọi thứ, ông đã cho rằng con người chỉ thực sự hoàn thiện khi họ đã chết, cho nên ông muốn kết thúc mọi thứ khi nó vẫn còn đang tốt đẹp để giữ cho riêng mình những thứ giá trị nhất trước khi nó thay đổi theo thời gian. Ông về sau còn trở thành trùm cuối. Ấn tượng mạnh nhất của tôi về bộ phim có lẽ là mối liên kết giữa cái tay biết nói và AZ. Qua biết bao nhiêu thời gian, dù cho phim đã kết thúc lâu lâu thì Toei chỉ cần nhóm lên một tia lửa về nó thì những chiến hạm lâu năm cũng nhìn nó như một khung trời đầy pháo bông. Để rồi sau này, mỗi lần nhắc đến hai người đàn ông và một cây kem, ai nấy nhớ lại đều phải dùng khăn giấy để lau đi nước mắt. Hình như thiếu cái gì đó đúng không? Ok, giờ đủ rồi. Kamen Rider Forza, câu chuyện về một thằng học ngu cá biệt nhưng lớn lên lại làm giáo viên, hư cấu thật sự. Trường trung học Amanogawa xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ lạ mà không ai có thể giải thích chỉ vì một số học sinh ở đây có thói quen nghịch công tắc điện và mọi thứ bắt đầu lạ lồn hơn khi một thằng côn đồ không mặc đồng phục Kisaragi Gentaro xuất hiện quyết tâm kết bạn với tất cả mọi người bằng cách đấm vào mặt từng đứa một nếu họ từ chối. Theo cốt truyện của một bộ anime harem, tại đây ta có một cô bạn thời thơ ấu Jojima Yuki, sẽ là một trong những nữ sinh thích thầm nhân vật chính, nhưng ở đây Toei say đéo, bà thích vũ trụ hơn. Một Utahoshi Kengo ngầu lòi, nhưng bị yếu sinh. Lực, theo kịch bản của một bộ anime harem thì đáng lẽ đây sẽ là một nhân vật nữ giả nam, và sau đó cũng sẽ phê cần nhân vật chính nốt, nhưng Toei vẫn say đéo. Kazashiro Miu, nữ hoàng của trường học, sau vài lần va vấp tại cuộc thi bình chọn người khuyết tật bẩm sinh do tập luyện thì có vẻ sẽ là người yêu sáng giá cho nhân vật chính, nhưng Toei vẫn nói đéo là đéo. Kế bên nữ hoàng chính là Daimonji San, vị vua của trường và là đội trưởng đội bóng bầu dục. Với thể chất của mình, anh thay thế cho Kengo để trở thành người điều khiển chính của Power Dizer. Jingyu Kaizo, hay còn biết đến với cái tên JK, lão này có một ước mơ về âm nhạc mặc dù giọng chả khác gì anh Huấn, có khả năng thu thập và cung cấp thông tin cho nhóm Gentaro. Nozama Tomoko, theo kịch bản một bộ anime harem nào đó mà tôi không nhớ tên, sẽ có một nữ sinh xinh đẹp nhưng không hề nhận ra điều đó cho đến khi hào quang ngầu lòi của nhân vật chính xuất hiện, khiến cô yêu chàng say đắm, nhưng say đéo, bà chị làm thành viên trong harem của lão mé tèo. Inga Bling xuất hiện như thành viên tổ chức áo đen nhưng méo phải Conan. Với khả năng đặc biệt của mình, fan trao tặng cô danh hiệu là quái vật ba đầu. Tôi quá trong sáng để hiểu mấy cái này, nhưng cứ kệ đi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính chị này đã góp phần không nhỏ để tạo nên cái hình thái hấp diêm thị giác của Kaisa. Và cuối cùng là bà chị suýt làm người yêu của nhân vật chính. Tuy không có vườn trái cây như bạn nữ phía trên, nhưng tường thành thì vô cùng vững chắc. Bà chị này từng lái Axel theo đúng nghĩa đen. Có một bí mật ít ai biết về Kisaragi Gentaro, nhưng hôm nay tôi sẽ nói ở đây cho mấy ông bất ngờ chơi. Thật ra Kisaragi Gentaro chính là Ichigo giả danh, đột nhập vào trường để tiêu diệt Hollow. Trong quá trình chiến đấu, để giảm bớt sức mạnh của bản thân, anh ta đã Henshin thành Forza nhằm tăng độ khó cho game. Bằng chứng là ở tập cuối, lão múc chùm cuối mà đéo cần biến thân, một con chùm mà hình thái tối hậu của Forza còn chả thể làm ăn gì được. Chốt lại, ý nghĩa cuối cùng của bộ phim là trong mắt học sinh, giáo viên và hiệu trưởng chả khác mẹ gì quái vật, mà thế méo nào mấy lão cứ tạo cơ hội bằng cách trả hàng cấm cho học sinh thế nhỉ? Mà nhân đang nói về Kamen Rider Forza, cầu chúc cho mấy em sinh năm 2K đừng có lạc lối, đặc biệt là mấy em 2K4. Kamen Rider Wizard, sức mạnh từ việc chơi đá đã tạo nên phép thuật. Triết lý nghe có vẻ hay ho thật. Dẫn đầu câu chuyện là việc ma pháp dần đi vào lãng quên trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên hiện tại lại xuất hiện những mối nguy hại mới. Chúng nằm ngoài khả năng xử lý của khoa học. Lúc này một thanh niên mặc đồ hồng xuất hiện. Ý tôi không phải thằng này. Một thanh niên mặc đồ hồng xuất hiện sử dụng ma pháp để tiêu diệt chúng.
Trở lại quá khứ 6 tháng trước, có một nghi lễ đã được thực hiện. Những kẻ tuyệt vọng sẽ mất mạng trong quá trình tạo ra Phantom. Soma Haruto là người duy nhất còn nắm lấy hy vọng và đẩy lùi Phantom bên trong. Phù thủy áo trắng đã xuất hiện và giao cho anh sức mạnh cùng với một con búp bê đúng nghĩa tên là Kokomi hay Koyomi gì đó. Tôi cũng muốn có một con như vậy. Anh cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm chiến đấu với Phantom để không bất kỳ ai phải tuyệt vọng rồi chơi đá giống như mình đã từng. Trong quá trình này, anh đã gặp Diamond Rinko, người mà sau này trở thành đôi với Soma Haruto. Sau một thời gian, fan đã đẩy toàn bộ chiến hạm cho Kokomi, địt mẹ Toei. Con nghiện ma pháp Nara Sanpei không trở thành pháp sư được nên sau này chuyển qua làm súp bọt, ngồi ở nhà chơi đá. Kokomi, dai ngon từng sợi, ý tôi đây là một con búp bê tỷ lệ thực, duy trì hoạt động bằng năng lượng ma thuật từ Haruto. Bên trong con búp bê này chứa đựng một món đồ giá trị, ai muốn biết nó chứa cờ lờ gì bên trong thì xem phim nhé. Trong quá trình chiến đấu, anh gặp hiệp sĩ mặt nạ Mayone, tên anh ta là Nito Kusuke, với triết lý nguy hiểm và cơ hội là hai thứ đi kèm với nhau như hai mặt của đồng xu. Một nhân vật đúng kiểu vô tình trên đường đời tấp nập lại vô tình đập mặt vào cái driver, tuy nhiên không hoàn toàn là may mắn khi anh phải nuôi luôn con Beast Chimera bằng năng lượng mana từ các Phantom bị đánh bại. Trong thời kỳ Heisei, Wizard là Rider sở hữu số tập dài nhất với 53 tập. Thường thì chả ai lấy cái chết ra để đùa, nhưng riêng Wizard, cái chết của con Phượng Hoàng nào đó, năm nào cũng có người đào lên, để tính kỷ niệm thời gian chết vì tính số lần thì hơi khó. Tôi thì không tin định nghĩa bất tử của Toei cho lắm nên tôi đoán có khi nó ngỏm rồi cũng nên, nhưng một vài người đến giờ vẫn hóng cảnh con Phượng Hoàng này phá luôn mặt trời và trở lại chào Wizard một tiếng. Cuối cùng của video Kamen Rider Game. Tại một thành phố mới nổi nằm dưới tầm ảnh hưởng của một tập đoàn mang tên Yggdrasil Corporation, tại đây tồn tại những nhóm nhảy đường phố, tranh chấp địa bàn như người trong giang hồ bằng trò chơi Invest, đại loại là hiến tế tiền bạc để mua mấy cái ổ khóa và triệu hồi quái vật cho chúng nó bem nhau. Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi của vấn đề, đằng sau đó là sự xâm lược của khu rừng Hellheim. Dần dần, những cánh cổng này đưa đến những quái vật lớn hơn và buộc những người anh hùng của chúng ta xuất trận. Nhân vật chính của chúng ta là Kazuraba Kota, sở hữu tính cách cơ bản của các nhân vật chính truyền thống, với sự ngốc nghếch nhưng tốt bụng, đến mức chả có con mẹ gì để bình luận. Anh biến thân thành Kamen Rider Game, đại diện cho nhóm nhảy game tiến lên giành lấy sân khấu, nhưng sau này, anh nhận ra sức mạnh của mình là để bảo vệ mọi người. Khác với những người còn lại, Kota đã luyện tập rất nhiều để chọn ra động tác Henshin ưng ý. Về sau, khi bị Jason tra tấn, anh đã chuyển màu tóc và đi hỏi mọi người 1000-7 bằng bao nhiêu. Kamen Rider Baron Kumon Kaito, một anh chàng ngầu lòi mà nhiều bạn hay gọi là chuối ca, nhưng mà quả mặt lúc ăn hành của lão này, nhìn buồn cười méo chịu được. Kaito sau này vô tình ăn được trái ác quỷ và trở thành chúa tể của những sợi dây leo. Nếu ở Super Sentai, lũ quái đã có một phi vụ hồi sinh nhầm cho lão bạo long sát thủ ở movie giao lưu giữa nhóm Bộc Long và hình sự, khiến cho kế hoạch của chúng đi vào lòng đất thì ở Kamen Rider, Mega Hex cũng vô tình làm một việc tương tự khi quyết định hồi sinh Kaito để rồi bị chính anh vã thẳng vào mặt. Hai anh em nhà Kurishima, một cặp anh em mà người xem chỉ cần nhìn vào là đã biết ngay rằng ồ đây chính là hai anh em con mẹ nó luôn. Thằng anh thì mặt nghiêm túc chính trực cao giáo, thằng em thì mặt non choẹt thấp một khúc. Thằng anh thì tin người vờ lờ, thằng em thì thận trọng, suy tính. Thằng anh có thể vã bất kỳ đứa nào, kể cả là phụ nữ lão cũng đánh như con ghẻ, nhưng với thành viên trong gia đình thì rất khó để xuống tay. Còn thằng em có thể vã bất kỳ ai, kể cả là bạn bè hay thành viên trong gia đình, nhưng lại là đồi hoa sim. Đùa chứ nó mà bật chế độ chúa tể loài hoa, thì chấp luôn nội tại nhân vật chính lẫn nhân vật suýt chính. Và cuối cùng là nhân vật nữ chính của bộ phim, người đã theo dõi và quan sát quá trình chiến đấu của mọi nhân vật, xin giới thiệu Kamen Rider Bravo, là người đẹp khả ái, thậm chí còn được bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất trong Kamen Rider Game. Tôi thề là ông nào vốt cho chị sầu riêng thì cũng dạng gu nước biển. Sau đây tôi xin bình luận một vài cách ăn trái Hellheim cho người mới tập. Cách 1 là ăn kiểu chết đói, cách ăn này trông như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Cách 2 là nụ hôn công chúa, hãy xem nó như người tình và trao cho nó một nhát cắn thể hiện tình yêu và hóa thành invest. Cách 3 là trái cây trốn thiên đường, cái này tôi miễn bình luận. Với sự tham gia của những cái chết như bị hai hòn đập vào nhau mà chết, chết vì té, chết vì chai, bánh mì kẹp xúc xích, chết vì ăn chuối của chính mình và nhiều cái chết khác mà có thể méo ai quan tâm.
Trận chiến cuối cùng của Kaito và Kota thực sự ấn tượng, nhiều cảm xúc chẳng khác gì cuộc đấu mồm giữa Virus và Bình Gâu, nhưng người ngoài dù nhìn vào thì trông như hai đứa đang đánh nhau để tranh giành sức mạnh của trái tri thức, thì theo cách nhìn của tôi thì chỉ là hai người đàn ông đang bem nhau để giành lấy một đứa con gái. Ta rút ra kết luận, con gái vẫn là nguyên nhân của mọi cuộc chiến. Video đến đây là hết. Những đoạn chém gió thành bão của tôi phía trên, nếu có làm các bạn khó chịu thì mong các bạn bỏ qua, mà có thể sau video này, tôi sẽ lái qua bên anime thử phát xem sao, nếu ổn thì các ông tiếp tục ủng hộ, mặc dù tôi cũng không chắc là có thể ôm một lúc hai đề tài hay không. Đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Bye bye bye.